Xin chào anh em đã quay trở lại với Hùng Mobile. Không thể phủ nhận rằng trong khoảng thời gian gần 1 năm trở lại đây thì những sản phẩm của Poco thật sự là nhận được rất là nhiều sự quan tâm của người dùng. Những dòng sản phẩm của Poco mang lại trải nghiệm cực kỳ tốt từ thiết kế tới cấu hình, đặc biệt là với mức giá bán có thể coi là khá hợp lý, phù hợp với mặt bằng chung của đa số người dùng hiện nay trên thị trường. Và gần đây nhất chúng ta có Poco M3 Pro 5G. Dựa vào tên gọi thì chúng ta có thể cho rằng đây là một phiên bản được nâng cấp từ thế hệ Poco M3 thuộc phân khúc giá rẻ trước đó. Lần này với mức giá gần 5 triệu dành cho phiên bản chính hãng Việt Nam, Poco M3 Pro 5G mang lại cho chúng ta những trải nghiệm như thế nào? Có gì tốt, có gì chưa tốt? Anh em hãy cùng mình tìm hiểu ở trong video này nhé. Poco M3 Pro 5G là một sản phẩm mới được Xiaomi cho ra mắt. Nhưng chiếc điện thoại này lại có điểm tương đồng với một chiếc điện thoại nữa cũng mới ra mắt của Xiaomi, đó là Redmi Note 10 5G. Sự trùng hợp này gây ra sự băn khoăn và khó hiểu cho người dùng, nhưng có lẽ đây là một phần nằm trong chiến lược sản xuất, kinh doanh của riêng Xiaomi mà chỉ có mình họ mới biết. Poco M3 Pro 5G cùng Redmi Note 10 5G có thông số phần cứng hoàn toàn giống nhau. Điểm khác biệt duy nhất chỉ nằm ở thiết kế và ngoại hình. Cả hai đều sử dụng chung chất liệu nhựa, nhưng mặt lưng trên Poco M3 Pro 5G lại có thiết kế theo dạng bóng kính. Thế hệ Poco mới này vẫn tiếp tục có một phần khung màu đen bao quanh cụm camera và bên trong chứa logo Poco kích thước lớn mang tính nhận diện cũng như định vị thương hiệu. Ngoài ra về mặt thiết kế thì Poco M3 Pro không được trang bị chuẩn kháng nước, kháng bụi nào. Phía trước là màn hình kích thước 6,5 inch trên tấm nền IPS LCD, độ phân giải Full HD cộng và tần số quét 90Hz. Ngoài cùng được bảo vệ bởi kính cường lực Gorilla Glass thế hệ thứ 3. Theo xu hướng chung hiện nay, chúng ta vẫn có được trải nghiệm vuốt chạm nhanh, mượt cùng độ trễ thấp nhờ tần số quét 90Hz. Chất lượng hiển thị trên Poco M3 Pro 5G có thể nói là ấn tượng so với một màn hình LCD thông thường. Tông màu đen có chiều sâu và độ tương phản tương đối cao. Độ sáng khá ổn với khoảng 410 nit khi cài đặt thủ công và tự động đẩy lên khoảng 530 nit dưới điều kiện trời nắng. Màu sắc thể hiện tốt nhưng có thể tự căn chỉnh thêm để tăng độ chính xác thông qua phần cài đặt trong máy. Chúng ta không được trải nghiệm chuẩn HDR10 trên Poco M3 Pro 5G. Máy chỉ có một loa duy nhất nằm dưới cạnh đáy, tuy nhiên âm lượng tương đối lớn, to và rõ ràng. Chất lượng âm thanh ấn tượng trong tầm giá này, tiếng nghe trong nhưng hơi thiếu bass một chút. Cổng kết nối tai nghe 3.5 vẫn tiếp tục được giữ lại để sử dụng cho dạng kết nối có dây truyền thống. Cảm biến vân tay vật lý tích hợp với phím nguồn nằm bên cạnh phải thân máy. Khả năng nhận diện chính xác, tốc độ phản hồi nhanh trong quá trình sử dụng hàng ngày. Poco M3 Pro 5G cho chúng ta hai tùy chọn bộ nhớ trong là 64GB và 128GB. Thêm vào đó là khe thẻ nhớ mở rộng chung với SIM 2. Vì thế chúng ta có thể sử dụng một SIM một thẻ nhớ hoặc hai SIM và không thẻ nhớ. Giao diện người dùng trên M3 Pro 5G là giao diện Poco được tùy biến lại từ MIUI 12 trên nền Android 11. So với MIUI 12 gốc, giao diện Poco này đơn giản, cơ bản và ít tính năng hơn. Ngoài ra khả năng tối ưu cũng chưa thực sự tốt bằng. Do vậy trong quá trình sử dụng, đôi lúc sẽ gặp phải hiện tượng đóng mở ứng dụng, đa nhiệm bị chậm trễ nhưng không ảnh hưởng nhiều đến hiệu năng của máy. Hiệu năng mà Poco M3 Pro 5G mang lại đến từ con chip MediaTek Dimensity 700 trên tiến trình 7 nanomet và có hỗ trợ mạng di động 5G. Ngoài điểm mạnh là kết nối 5G, chúng ta cũng được trải nghiệm mức hiệu năng có thể chấp nhận được trong phần khúc giá này. Các thao tác sử dụng cơ bản, lướt giao diện đều mượt, ổn định mặc dù GPU đồ họa có phần hơi yếu. Các tựa game phổ biến hiện nay hoạt động tốt nhất với cài đặt đồ họa trung bình trở xuống. Còn với những tựa game quen thuộc hơn như Liên Quân, Call of Duty thì chúng ta hoàn toàn có thể mở được mức đồ họa cao nhất, nhưng tất nhiên là dưới cái sự cho phép của nhà sản xuất. Dung lượng pin 5000 mAh cho thời lượng sử dụng khá tốt với thời gian chờ lên tới 121 tiếng. Trong hộp đi kèm bộ sạc cáp công suất tối đa là 22,5W, nhưng tiếc rằng Poco M3 Pro 5G chỉ hỗ trợ tối đa là 18. Trong vòng 30 phút máy chỉ sạc được từ 0 đến khoảng 33%, không có gì ấn tượng với mặt bằng chung thị trường hiện nay. Poco M3 Pro 5G được trang bị cụm 3 camera sau gồm camera chính 48MP, camera macro 2MP và cảm biến lấy nét đo độ sâu trường ảnh. Trong điều kiện đủ sáng, camera chính cho ra ảnh độ phân giải thực là 12MP và chất lượng tương đối tốt trong tầm giá này. Độ chi tiết cao, sắc nét và ít bị noi. Màu sắc tái hiện chính xác cùng giải tần ánh sáng rộng. Tuy nhiên một số chi tiết phức tạp như là tàn lá cây thì chưa được xử lý ổn. Khi zoom lên bị nham nhở và thiếu tự nhiên. Đây cũng là vấn đề nhiều sản phẩm có mức giá cao hơn thường xuyên gặp phải. Chế độ chụp ảnh xóa phông hoạt động tốt với khả năng nhận diện, bóc tách chủ thể chính xác cùng màu sắc đẹp có sức sống. Nhưng độ chi tiết trên ảnh chưa thực sự được sắc nét. Camera macro cho ra ảnh màu sắc sinh động và độ tương phản cao. Chất lượng chi tiết tốt đối với một camera độ phân giải thấp 20 như này. Do chỉ hỗ trợ lấy nét tĩnh nên chúng ta cần phải giữ máy thật cố định để có những bức ảnh macro chất lượng tốt nhất. Trong điều kiện trời tối, camera chính tiếp tục mang lại trải nghiệm ấn tượng trong tầm giá này. Camera thu được nhiều chi tiết, độ bão hòa màu cao và màu sắc chân thực. Độ tương phản tốt nhưng một số chi tiết bị mờ, bệt nhẹ do bị khử noi khá nhiều. Chế độ Night Mode đẩy độ sáng tổng thể bức ảnh lên một cách đáng kể. Tuy nhiên khi này thì thuật toán xử lý can thiệp hơi mạnh nên ảnh bị cà mịn, mất đi độ chi tiết và bệt hơn nhiều. Ảnh chụp từ camera selfie có chất lượng tốt, độ chi tiết và độ tương phản cao, ít bị noi. Camera chính có thể quay video ở độ phân giải tối đa là Full HD và 30fps. Video mang màu sắc đẹp, tương phản tốt và giải tần ánh sáng ở mức khá.
đồng thời camera hỗ trợ thêm tính năng chống zoom khi quay video. Và vừa rồi là những đánh giá và trải nghiệm thực tế trên Poco M3 Pro 5G. Điểm mạnh lớn nhất và đặc trưng nằm ở kết nối 5G trên một chiếc máy phân khúc giá rẻ. Thêm vào đó là chất lượng hiển thị màu sắc tốt kết hợp tần số quét 90Hz, thời lượng sử dụng ấn tượng, âm thanh cho trải nghiệm tốt mặc dù chỉ là loa đơn. Cuối cùng là cụm camera hoạt động tương đối xuất sắc chỉ với mức giá bán gần 5 triệu. Tuy nhiên so về mặt công nghệ, nếu chúng ta không thực sự cần thiết tới công nghệ kết nối 5G thì với số tiền này chúng ta có nhiều lựa chọn đa dạng hơn, tối ưu hơn trên các thiết bị 4G, ví dụ như là về hiệu năng. Và ý kiến của anh em về Poco M3 Pro 5G như thế nào? Với mức giá khoảng gần 5 triệu dành cho máy chính hãng Việt Nam thì anh em có chấp nhận Poco M3 Pro 5G hay không? Anh em hãy để lại bình luận xuống dưới video này nhé. Và ngoài ra thì mình cũng đã để link chi tiết sản phẩm ở trong phần mô tả video cũng như là ghi ở trong phần bình luận. Anh em quan tâm có nhu cầu tham khảo tìm mua thì có thể click vào để cập nhật mức giá mới nhất hàng ngày cũng như là những ưu đãi phần quà đi kèm dành riêng cho Poco M3 Pro 5G tại Hùng Mobile. Và cảm ơn anh em đã xem video này của Hùng Mobile. Hẹn gặp anh em trong những video tiếp theo. Tạm biệt anh em.